Xin chào tất cả mọi người, tôi là bác sĩ Pleasure. Hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề đái tháo đường. Chúng ta đã nghe rất nhiều về đái tháo đường hoặc chưa từng nghe qua. Khi chúng ta gặp những triệu chứng như tiểu nhiều, uống nhiều, ăn nhiều, gầy nhiều thì đó là các triệu chứng điển hình của bệnh đái tháo đường. Cơ chế của một người bình thường khi không mắc bệnh đái tháo đường. Thức ăn vào dạ dày, chúng sẽ được phân ra thành các phân tử đường glucose và chúng được đưa vào máu. Khi đó, tuyến tụy nhận tín hiệu của đường trong máu, sản xuất insulin đủ cho lượng đường đó. Insulin sẽ được mang vào máu, gắn lên các tế bào, khiến cho các phân tử đường được hút vào các tế bào. Từ từ đó, có năng lượng cho tế bào và sẽ là năng lượng cho con người hoạt động. Còn nếu với người bị đái tháo đường thì sao? Thứ nhất, insulin thiếu để gắn lên tế bào. Thứ hai, insulin bị hỏng nên không thể gắn lên tế bào. Vì sao insulin lại thiếu? Vì tuyến tụy của người bệnh suy yếu. Còn vì sao insulin lại bị hỏng? Bởi vì tuyến tụy bị rối loạn chức năng. Insulin thiếu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Các phân tử đường đi trong mạch máu không được hấp thu vào trong tế bào. Chúng sẽ ứ động ở ngoài bào, gây tăng áp suất thẩm thấu, hút nước từ tế bào ra ngoại bào, tạo ra cơn khát nước. Các phân tử đường kéo theo các phân tử nước nó hút được trong tế bào sẽ được thải qua đường tiểu, làm tăng lượng nước tiểu, gây đái nhiều. Khi tế bào không có nước thì gây khát nước, còn tế bào không có đường sẽ gây cảm giác đói và còn vô vàn các biến chứng khác. Tôi sẽ đề cập rõ hơn ở các phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.